Hello anh em, welcome anh em đã trở lại với channel của mình. Và mình là Trung Kindu Gamer. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục part 3 của Star Wars Jedi Fallen Order nha anh em. Ok. Đây. Chào luôn, mới vô rồi cho nóng. Cái thằng súng máy rồi. Đây. Scan cái gì nữa đây? À, scan thực vật. Can't wait to watch these grow. Ủa, lại chỗ nãy rồi. Sao cái này đi kiểu không khéo dễ bị lạc đường quá ta? Đi vòng vòng không à? Đâu qua kia. Đúng rồi đó, hình như đi qua đó anh em ơi. Drop down. Đó là đây tôi còn nhớ cái này mà. Ôi, nhớ qua đó hả? Ui cha. Chỗ này là cái chỗ hồi nãy mà ta. Ê. À đây. Đây. Đây, tôi đã quen với cơ chế đánh đấm này rồi thì đánh nhau giờ chỉ là mũi thôi, né đánh. Này chắc bật đèn lên hả? À. Tối thui không thấy gì à. Bật đèn lên. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous fauna. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. Ok, nó nói là cái hành tinh này không có kiếm được gì hết á. Cho nên là nó đề nghị là đem quân đi chỗ khác. Nó đâu có thần lực Jedi với mình đâu mà kiếm được cái năng lượng đó. Mấy thằng kia là người Sith mà nó cũng đâu có làm gì được. Bởi vậy nó mới cần bắt một thằng Jedi giống mình nè để đi kiếm giùm nó. I just can't hit him! He's going to end us all! Fine, no one's won! Này kiểu mấy cái skill counter nó mới mạnh đó nè. Mình canh lúc nó đánh mình nó mình counter lại là coi như là một hit luôn. Chà. Ủa cái kia nhảy sao đây anh em ơi. Shit. Close one.
Đây, phải canh đến lúc nó lồi ra. Cái gì vậy? Má sợ vậy? Khó dữ rồi ta, không có chỗ xê với chứ. Chơi con này kiểu thôi mẹ bà mày. Cho nó chậm lại đi cho dễ rồi. Ui đi đâu đây? Shit. Leo lên luôn đó ta. Trời ơi, tôi không biết đi đường nào hết vậy. What the? À, tới đây là đi đâu ta? Leo lên chăng? Không leo được. Ôi ơi may quá. Rest con mẹ nó thôi. Trời ơi, vậy đi đâu vậy, đi đâu vậy, đi đâu vậy? Chó. Nó làm khó mình quá. Ôi giời đất mẹ ơi. Rồi. Làm khó nhau quá cái con game này. I found something. What do they know? No mention of Cordova. I don't think the Empire knows he's been here. And we have the advantage for now. Ôi lại bắt đầu. Ôi cái gì? Má mày làm tao hết hồn cái con. Ăn đấm của tao đi, ăn. Ủa trong đây nó làm tổ hay sao á, đông quá vậy? À đây. Tối thui. Mẹ đã bị cận rồi mà còn
Cho chơi cái game gì đâu mà muốn đuôi con mắt. Gì đây? Chém nó được không ta? Thần lực đâu? Không được. Ok. Ủa cái này phải đi bước từ từ, mấy chỗ này thì nhảy cũng dễ chết. Something about it crippled the Empire's equipment. I can feel something pulling me there, beyond the storm. Follow it. Let the force sharpen your instincts. All right. I'll do my best. À, để coi bữa trước như tôi có một cái skill. Đây một skill. Ủa mẹ học rồi. Lộn anh em ơi, lộn làm lại. Tôi check map nhanh thôi. Có một đường đi kia nữa. Đường kia chắc để ăn đồ nhiều quá. Mà thôi đây, đi luôn. Yeah. Ủa mấy cái con Ui ơi chết mẹ rồi. Hai thằng luôn. Ui. Shit. Hay rồi. Ui. Mày chết đi. Ui mấy em nữa đi rồi nhà ma với hai con rồi. Một con thôi đã khó rồi, đi tới hai con. Shit. Ui, nó tới mẹ ơi, còn con nữa kìa. Ui. Dừng lại. Ui. Stim. Chơi mày luôn. Ui. Bố lao. Over here. Exam cái gì đây? Another one of these. Wonder if they connect. Này cái dấu hiệu trên đường mình đi mình tìm thấy nè, không biết kiểu có liên quan gì với nhau không ta. How do I get there? Đây lối này. Ôi hình như hoàn tử. Customize coi, có áo gì mới không? Đây, đổi con áo đen này lại để cho nó đẹp. Cái này đây. À, outfit của con Poncho outfit. À, outfit ở trong anh em ơi. Ok. Đây. PD1. Tôi cho nó màu vàng đi. Ủa con Mantis có màu đen rồi nè. Mantis. Rồi. Lát nữa mà có cái band làm gì lightsaber anh em tôi lên tôi thay đổi các bộ phận các linh kiện của lightsaber cho nó đẹp. Nãy giờ tôi lượm cũng khá là nhiều. Never seen a storm do that before. Yeah, it's incredible. Thần lực hả? Yeah. I cannot chase the Bogamo fault from my mind. Its vision shaped the direction of an entire culture. I must understand why. Ủa là sao? Tới đây làm sao ta? Đứng đây chắc. Ờ nhìn nó rung rồi không ta? I'm in the tomb. It's massive. And the Empire? No sign of them down here. What about Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little... eccentric? Tell me about it. But he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind.
The Eye of the Storm. Đây là tâm bảo. Ở đây không biết lát nữa chắc mình kiếm được một cái đồ gì chứ mình đem tới đây quá. Kiểu cái kiến trúc mà kiểu nó lộng lẫy như vậy á. Did you see that? Trời heo, cái con gì đây? Thử coi. Tôi nghi mà, nó nổ. Còn nếu như mà gặp con quái nào khủng nữa tôi ăn luôn cái steam bag này luôn. Chứ không thôi để đi lại ngay cái checkpoint nãy mạnh lắm. Shit, làm sao qua? Gì đây? Vô contact. À, mình phải đi chậm chậm thôi. Khó quá. Rồi chết mẹ rồi. Can I get some aid? Grateful. Oh shit. Cẩn thận nó nổ. Nhiều quá luôn. Ôi ơi, còn thêm ở dưới này nữa hả? Ôi ơi. No 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 no. Cẩn thận. Mày bị nó bị gió thổi hên quá. Hồi nãy nó nhào vô nó cạp tôi rồi. Dưới này có gió vậy là đi không được, đi không vô được rồi. Để coi coi đi hướng nào đây. Chắc dùng thần lực lăn cái viên bi đó vô đây quá. Đây là để đứng rồi. Hay là lăn nó vô đây. Ủa cái này là cái cửa ta. À tôi biết rồi, cho gió nó thổi cái viên bi vô trong đó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lăn vô. Cái kiểu gió này khá là giống với mấy cái ngôi mộ cổ Tomb Raider, mấy cái ngôi mộ mà optional á anh em, mình phải giải đố vậy. Tôi nhớ có một cái màn bên Tomb Raider nó giống vậy lắm. Rồi, đẩy vô. Ô quần què vậy, không phải dưới đây hả? Seems like these spheres are related to the sockets. Ơi. What do you think, Petey? À, đó đúng rồi, phải đẩy nó vô. Mày. Ui. Hey BD1. Just check it on here. Cái đó để xa để đi vô cái đường này coi có cái gì trong đây không. Có một cái hệ thống gì ngay đây nè. Coi coi. Ôi sao cái này giải đố hơi bị nhiều vậy. Thôi không được.
Là sao? Well, well. Rồi không biết anh em ơi. Chắc cho nó tông cái trụ nè, nhưng mà sức gió nó đang đứng ở đó sao tông được. Shit. Đấy. Ủa hay là mình phải hay mình phải quơ lên ta. Nhưng mà sao quơ lên qua bên đó được. Ôi ơi. Chả hiểu. Tại vì còn không có chỗ xe với chứ. Seems like these spheres are related to the sockets on the ground. What do you think, BD? Chắc là tôi phải tắt một cái đây, chỗ này là mạnh nhất à. Tôi phải tắt cái chỗ này. Rồi đóng. Cái chỗ này hình như là gió đẩy mạnh nhất à. Tôi phải làm sao mà cho nó vô đây. Mình đi tới mình đụng cái đụng đó. Không được. Vậy là mình phải cho nó bay qua đây nổ hả ta? Vậy là khoan, phải tắt cái này. Rồi, làm sao để cho nó nổ cái này nè. Tắt luôn. Rồi, bật cái này lên. Đúng rồi. Bùng. Hiểu rồi. Yeah. Đây giờ tôi sẽ bật cái này lên. Rồi, bật cái này nữa là xong. Đẩy vô. Vô. Ôi ơi là sao? Tại sao nó không chịu vô? Mẹ, hay tôi bật hết cổng lên coi. Chỗ này là không có bật được rồi, nó là ngay đó rồi. Ôi giời ơi, là như thế nào? À! Rồi, tôi tắt cái cổng này coi. Đẩy nó vô. Đây, đúng rồi, cho hai cái này nó cân bằng.
Ủa nhưng mà nếu như mình tắt một cái thì nó sẽ đẩy cái kia ra rồi. Giờ tôi bật cái này lên đúng không ta? Thử đi. Yeah. Ê, ê. Cuối cùng cũng giải ra. These were using Zephyr meditation rituals. I think they were training force users. Mình lụm thêm một cái nữa thì mình sẽ được tăng max mana. Ok. Và làm sao đi đây? Trời ơi, có chỗ nào để xe vô không? Thôi mất công công cốc nữa. Rồi cái này là sao đây? Bám được nó không ta? Được. Hiểu rồi. Hả? Này nguyên một cái cơ quan mật thất luôn. Mẹ làm khó nhau quá. Thôi nhưng mà ok, ít nhất nó cũng có điểm xe và nè. Khỏe. Rest cái đã. Skill tree. Tôi nhớ có những skill bắt đầu có tới 2 bon lận rồi. Tôi nghĩ là nên học cái này đi. Hôn 1 đó ta. Ok. Thay vì mình bấm một lần, mình bấm mình giữ nút 1 thì nó sẽ làm chậm lâu hơn. Rồi hiểu. Đi lên đây được không ta? Không được rồi, trơn quá. Rồi làm sao để đưa cái cục này nó vô đây nè chắc à. Rồi bấm thôi. Đấy. Ôi đừng nói thằng này nó hiện ra quá lộn nó nè. Trời ơi tôi nghi lắm. Nên chờ tí đi, tôi đi xem cái chuẩn bị chiến đấu với nó. Để cho chắc ăn thôi, mất công phải đi vô mở lại mấy cái cổng này. Cơ quan hạt thức. Đấy, tôi biết mà anh em ơi. Tôi nghi lắm. Trời ơi, nó có sống gì hả? Trời ơi, khó bỏ bà rồi. Nó đụt, nó bị giày xéo, bị nó đạp bị nó đạp banh sọ rồi. Chưa, bởi vậy tôi nói tôi nhìn thấy cái thằng đó là tôi nghi gì. Ê, chờ lại mày. Có súng để bắn ta. Ừ.
tạm thời trốn nó đi. Cái thằng này ôi trời ơi, mày làm tao điên ra trời, con kia Guardian, đây là người gác mộ. Mấy thằng này là người máy anh em, nó được nhận từ năng lượng từ cái power core vậy á. Cái này á làm tôi nhớ tới mấy cái hầm mộ của mấy thằng thằng lùng ở trong game Skyrim á anh em. Nếu như anh em đi vô mấy cái hầm mộ mà người máy của tụi nó đó, anh em để ý thì cấu trúc rất là giống. Rồi xe thôi, chứ mất công nó tỉnh dậy phải đánh nữa. Đây có lối ở trên này. Đúng ta. Đây chứ. À bên kia. Làm sao quá đó ta. À đây. À. Quá, ra đây cũng đâu có gì đâu. Nào phải lên YouTube coi cách chơi không ta, khó dữ. À, đây nhảy được nè. Anh em ơi. Đấy. Second try, tôi đã thành công. Đó, mấy thằng này nó làm mấy cái mộ khó khăn quá, làm khó con cháu quá mấy ông ơi. Mình có ngăn cái nguồn gió cho đi chậm lại được không ta? Được, đi xuống đây. Ủa cái con gì? Thôi 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 thôi. Ồ, chó đẩy mình ra, vậy mình phải đứng xích qua đây tí nè. Yeah. Tính cái bước nhảy anh em ơi. Cái mẹ rồi nhảy đây chết là đi lại đó. Nói gì hai cái nguồn gió nó song song vậy mình nhảy thẳng qua hả ta. Con mẹ nó. Rồi. Rồi. Yeah.
Nãy suy nghĩ sâu xa quá. Hình quá, bám lên. This lightsaber can't solve everything. Ủa cái gì đây? Đây có lối thế này mà nó chắn mẹ nó cái lối rồi. À, mình phải nhảy cho gió nó thổi qua. Nhảy lên đúng không ta? Chơi luôn. Thấy mẹ ơi, đâu có xe đâu anh em. Chết. Không còn một cái steam bug nào hết. Để tới đây là kết thúc. Hay thôi chạy đi. Chạy là thử sách. Rồi, mày chờ đó đi. Tao có steam bắt rồi, tao lại tao. Mẹ. Có chỗ xe không? Tụi xe là xuống xử con đó coi. Mẹ, tao dám bố đời. Ôi ơi, hết cái hồn. Ôi, cụ tổ gì đây? Ăn xí. Zephyr Virtual. Nền văn hóa của Zephyr. Đó là làm khó con cháu, những người hậu bối, những người đi tìm sức mạnh. Đã lên cõi niết bàn. Phất. Tại sao? Focus. Nữa hả? The Jedi do not seek aggression, but we stand against it. The Force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Push the ball. Keep your eye on the ball. Okay, push the ball toward the target. Yeah. Good. Continue. Push the ball before it reaches you. Ơi chậm quá, nhanh lên, nhanh lên. Faster now. Complete the test. Rồi. Stands in the way. Yeah, mình có skill push rồi. Push rồi. Nói hơi lèo lưỡi. Đây, Jedi là phải có cái skill này chứ. Mày ôi đầy máu lại hình quá. Đằng kia cũng có một cái chỗ để push hay sao rồi. Tôi lại tôi push luôn. Còn phải kéo nữa. Push rồi phải pull nữa. Jedi phải có mấy skill đó chứ. Đấy. Ủa có cái gì trong này? Thì thôi không có gì hết. Là mình tưởng có đồ ăn chứ.
Trời ơi, cho em xem đi anh ơi. My friend, take a look at the detail on this mark. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. Tới lúc gọi một người bạn. If the Zephyr had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. Beautiful entry. À, chết mày. Mày, rồi, tao có cái chiêu push này rồi. Mày chết với tao, nãy giờ làm đánh chay không? Yeah. Locate Tarful on Kashyyyk hả? Mình sẽ đi tìm thằng Tarful ở trên hành tinh Kashyyyk rồi đó. Tarful nó là thằng Chieftain, là một thằng tù trưởng gì đó. Giờ mình phải theo lời của Cordova, mình phải đi kiếm nó. Đâu có skill bond đâu, quên. Rest. Rồi, thằng kia nó mà spawn lại tôi là đánh, tôi đánh tiếp. Đánh kiếm USB luôn. Ủa. Hey, B1. Ủa. À, cái chỗ lúc đầu đây nè, làm tôi tưởng mình đi lộn hay chơi safe lộn vậy chứ. Cái gì đi đâu? Ok, Tarful. À, bây giờ mình phải trở lại con tàu. Xong rồi mình lên Holotap. Mẹ nó bắt mình đi ngược trở lại hết vậy hả? Ta thấy bà nội luôn. Ôi ôi. Đây cái thằng kia. Tôi lại đối xử nó. Em thấy sao? Request a hint coi. Right, we're gonna need more than the wind to move that sphere. À rồi, tôi biết rồi. Bây giờ mình đã đẩy được mấy cái cục này đi rồi đó anh em. Ok. Đi. Gió yếu xìu vậy. Chắc chắn nó phải có một cái đường tắt nào đó, đó anh em. Để mình ôi chỗ này nó có nổ không ta? Có nè. Có một cái đường tắt nào đó để mình ra đi ra con tàu cho nó nhanh chứ. Vô. Ôi ôi cái gì đây? Gió nổi lên hả? Đây chỗ này nữa mình phải làm sao mà mình coi như là mình mở mấy cái đường thông gió ấy, anh em. Ở đây có một cục rồi, làm sao mà đi được. Sao phá được cái cổng này ta? Ô nó mở cổng này nè. Thất gì cái cổng này. Đây để tôi thử ra coi nó có đóng không. Tôi đẩy ra này nó có đóng lại không. À rồi.
rồi nó đóng lại. Hiểu. Bây giờ em đã hiểu rồi. Ở đây nó có một cục và không hiểu tại sao. Ui, vì sao nguyên cái vực thẳm sâu quá vậy? Đây tới giờ đi leo núi rồi. Thiệt luôn á, chơi mấy khúc này là làm tôi không thể nào không nghĩ tới Tomb Raider với lại Uncharted 4 series Uncharted đó anh em. Chán luôn. À, thì ra lấy zombie ở đây. Đẩy ra. À ha. Zombie này sẽ để ở đâu? Làm sao biết được? Nghĩ là tắt cái gió này coi. À ha. Cái gió nó mạnh lắm. Để tôi coi coi. Nó có đẩy zombie lên bay kia không? There's gotta be another spear somewhere. Another spear somewhere. Như tôi thấy ở đây có một cái chỗ đây không biết để vô đây nó được không ta? Giải đố này khó dữ. Không biết đưa cái cục đó vô đây có được không ta? Thử coi. À đâu có được. Nó lên cao cái đúng không em? Cái cây này là nó mọc lên cao nè, hình như là mình qua được giới tới cái chỗ nào cao cao chỗ này đó. Coi đây cái cột này nè. Đáng để thử, để tôi đi thử. Chết mẹ ơi. Để tôi đi lộn rồi. Fuck. Bỏ mẹ. Để cho tôi nhảy xuống chết mẹ ra rồi đi. Gì vậy? Chết đi. Ôi vãi cứt. Nên muốn chết cũng không được luôn. Phí thời gian quá.
this artifact as an offering to the wind. It was destroyed intentionally for some reason. This guardian was destroyed long ago. Come back here. So what was in there? Được cái new lightsaber material. Có skill này coi như là lấy được mấy cái đồ ngon lành mà nãy giờ mình không lấy được. Cái này nguyên cái xác ướp hả ta? Mỡ ơi, bự quá vậy. Didn't we see one of these spheres on the way in? We did swing on it, didn't we? I wonder if there's a way to get it down. À, rồi, tôi biết rồi. Có một cái sphere. Một cái sphere mà lúc mình đu anh em, mình đu để mình nhảy vô đó. Thằng đó để sao đó, đằng kia kìa. Ê, mẹ không mở được. Đứt tay nhỏ luôn à. Cho mày chừa. Tao giờ mạnh rồi. Ok, làm sao được trở ra lại được ta. Tao quên lên. Đây để tôi làm cái này đi, không biết Warren đi đâu. Đây. Gì á? Gì á? BB đi. Giùm chìa khóa, đúng không? Vậy thì phải có một luồng gió trong đây chạy ra chứ. Là từ đâu ra? Tôi cũng không biết nữa. Gió này đến từ đâu? Hey.
Rồi thằng này sẽ đi đâu về đâu. Rồi tôi biết rồi. Đây đây đây. Đứng lại đứng lại. Vô nào. Đây. Rồi. Xuống đi. Đẩy nó mạnh lên. Đấy, bay lên nào em ơi. Trời ơi, đừng. Trời ơi, hên quá. Tưởng nó lặn mẹ xuống rồi vậy. Tường ở đây mở nè. Ủa mở rồi thì sao? Come on. Còn một cái lối ở trên này nè anh em. Đây tôi còn thấy cái chỗ xanh xanh này nè. Không biết làm sao mà lên ta. Ê nãy giờ vòng vòng ở đây không vậy? Đúng quá. Trời ơi, bây giờ mình phải đi ra thiệt hả ta? Nó có cái đường đi ra kìa. Để tôi đi ngược lại đây. Cái hướng mình vô là hướng nào tôi cũng chả nhớ nữa. Ô mẹ. Chơi khó nhau quá vậy. À, hình như là mình nhảy từ trên đó xuống mà đâu có lối ra đâu. Fuck. Xài được rồi. Đó mình đi từ đó mà. Để phải chở vô rồi. Đi ngược ra cái lối này là không đúng rồi. Là sao ta? Có gió ở đây rồi. Dân bi, bây giờ dân bi nó chưa đi vô đây. Đi thì nó nhảy lên đâu ta? À, qua kia kìa, bên kia còn một cái nữa kìa. Ồ, hình như là dân bi này nè. Bên này chỉ để nâng nó lên thôi chứ không có làm gì hết á. Đi. Ủa mà viên bi ở đâu đi vô đây được. Shit. Thế này là thế nào? À, cho lăn xuống được ta, đúng rồi, đẩy cái viên này. Đẩy cái viên này, thổi cái viên kia mới cho bia vậy. Lên. Cái đồ mẹ nó. Ta
nó gì nó văng lại vòng người ta. À rồi tôi biết rồi, mình sẽ đứng, nó sẽ lên đó, mình đứng ở đây mình bắn nó qua thôi. Ok anh em chờ đấy nè, đây coi, coi tôi nè. Đấy nào vô. Yeah come on baby. Đi thôi. Ở dưới còn một cục nữa. À cái chỗ đầu tiên nè, thấy không anh em, tôi biết là cái chỗ này sẽ cái mật thất, cái kiến trúc này là mình sẽ làm được cái gì đó với nó mà. Rồi mấy ông già giúp Hon John Hook gì đâu, có ra nói chuyện với tôi không? Ôi ơi, mẹ bị nhốt trong này hả? Ơ what the. Trời ơi đi đâu nữa đây, tôi bị nhốt trong này rồi. Có đẩy được cái gì không? What did you find? Well, what the hell, cái gì đây? Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. Ôi ôi. Qua được cái màn này cũng khoai, dễ sợ khoai luôn. Must push a holding push allow hat to allow can to push group of enemy and stack the lash. Oh. Đây. Max máu hả? Max máu đi. Okay. Rest.